Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin mưa lớn và cảnh báo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ. Thưa quý vị và các bạn, sáng và trưa nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng nay phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi cao hơn như Ngân Sơn, Bắc Cạn 63 mm, Cao Bằng 69 mm, Nguyên Bình, Cao Bằng 79 mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m, nên khu vực ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 130 mm, có nơi trên 180 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 25 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét là cấp 1. Lưu xuống ở khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên thì trưa nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 40 đến 65%. Dự báo do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 19 giờ. Thưa quý vị, ở Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Còn ở Bắc Bộ, từ ngày 26 tháng 6, nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Cảnh báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Cuối cùng, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ nay đến ngày 13 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Sơn La và Hà Bình có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, vùng núi và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng đồng bằng có mây và ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Riêng đồng bằng và ven biển có gió nam cấp 2, cấp 3,
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi, thời kỳ từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoét và gió giật mạnh. Từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Trung Du, Đồng Bằng có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, phía nam có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ đêm nay đến ngày 3 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Phía bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía nam từ 32 đến 35 độ. Từ nay đến ngày 3 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 3 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ nay đến ngày 3 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo từ tiếng biển. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía đông bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.